Thân mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì như tiêu đề ngày hôm nay thì mình sẽ là nói về là cây vạn thọ nha các bạn, cũng như là chia sẻ cho các bạn là cái cách tưới phân trên cây vạn thọ ở lần đầu tiên nha các bạn ha. Thì khi mà trồng đón Tết các bạn thì mình sẽ có một cái vườn ươm nó như thế này các bạn. Nhưng mà có nhiều bạn là không biết cái cách tưới phân á, các bạn cũng có nhắn tin hỏi mình á, thì ở đây mình xin được góp ý các bạn vậy ha. Thì cái phân á, như mình á, thì mình sẽ dùng là cái phân là DAP nha các bạn ha. Vì cái phân DAP á, cái lượng đạm nó không có cao nha các bạn ha. Và cái cách làm nó như thế nào? Thì ở đây á, mình sẽ lấy phân các bạn. Rồi, ví dụ như là 10 kg phân DAP đi các bạn. Thì mình sẽ đổ cho nó là khoảng là 20 lít nước. Và mình ngâm trong đó là khoảng đồng 1 tuần lễ. Sau đó là mình quậy cho nó đều đều lên các bạn. Và cứ là 100cc phân DAP ngâm các bạn, thì bạn sẽ pha với 15 lít nước nha các bạn ha. Và các bạn tưới đều trên cây vạn thọ nha các bạn. Nếu như là các bạn mà pha với cái lượng nước là không được 15 lít nước, các bạn có thể là cái làm cho cái cây vạn thọ của mình nó sẽ bị trái rễ nha các bạn ha. Vì tuy rằng cái lượng đạm trên hàng DAP nó không phải là cao mấy, nhưng mà các bạn pha đậm quá thì nó sẽ là có nguy cơ là nó bị trái rễ nha các bạn. Và có nhiều bạn là hỏi mình có nên là sử dụng những cái thằng thuốc như là thuốc kích rễ như là thằng Root nè, thằng GA3 nè để cho nó phát triển hay không, hay là những loại thuốc như là cơm cát các bạn thì có hay dùng hay không. Thì ở đây mình xin chia sẻ cho các bạn là các bạn là không nên dùng những cái loại đó ha, đặc biệt là cái thằng ure. Vì cái thằng ure cái đạm nó rất là cao, và các bạn khi mà các bạn pha với nước các bạn tưới cho nó thì có nguy cơ là nó bị trái rễ nha các bạn ha, nó làm hư cái bộ rễ của cái cây vạn thọ nha các bạn. Vì thực chất á thì cái cây vạn thọ này á thì cái rễ nó rất là mạnh các bạn, nó có thể là trồng được trên nhiều loại đất luôn á. Thì thời gian tới thì mình sẽ quay cho các bạn xem một số cái mô hình mà trồng cây vạn thọ á, mà người ta là trồng trên các loại đất luôn nha. Thì có nhiều bạn là hỏi mình á, thì bây giờ á, là cây vạn thọ bây giờ mình mới trồng như thế này nè, thì bây giờ mình dưỡng nó như thế nào. Thì thường á, mình sẽ dưỡng với cái thằng Atonic nha các bạn ha. Các bạn có thể là kết hợp mua cái loại thuốc đó trên các cửa hàng vật tư nông nghiệp đó, nó đều có nha các bạn. Các bạn nên mua cái loại thuốc đó, các bạn tưới cho mình ha, bằng xịt cho mình ha, tưới xịt dưỡng cho mình, đó là Atonic nha các bạn. Còn cái loại phân á, mà các bạn là nên tưới ở cái cử đầu tiên cho cây vạn thọ nó như thế này các bạn, thì các bạn là nên dùng là thằng DAP nha các bạn ha. Đó, thì các bạn có thể là nghiên cứu ở một số trang mạng khác ha, ở trên YouTube nè có nhiều bạn chia sẻ lắm, các bạn có thử bạn tìm hiểu coi. Còn bây giờ ở đây nè, mình quay cho các bạn xem cái phần là vô giá thể nè các bạn. Thì cứ một chậu như vậy thì mình sẽ là vô nó gần lưng cái chậu nha các bạn ha. Và giá thể này ở đây là cho chấu nha các bạn. Nè các bạn xem. Thì bạn nào đang xem video của mình thì hãy like cho mình một like nha các bạn, để mình có động lực mình chia sẻ cho các bạn kỹ hơn về cái chủ đề là cây vạn thọ nha các bạn ha. Và đặc biệt là cái cây vạn thọ này các bạn là không nên cái dùng cái thằng rong biển các bạn. Đó, những cái hợp chất hữu cơ đó thì bạn không nên dùng ha, tại vì lượng đạm nó rất là cao, nó có thể là làm cho cây vạn thọ của các bạn nó bị trái rễ nha các bạn ha. Còn có bạn hỏi mình là cây vạn thọ nó trên khoảng 20 ngày tuổi mà nó bị quặn đọt là như thế nào, thì các bạn là phải chú ý là các bạn mua những cái loại thuốc mà nó xịt dưỡng á, như hàng Atonic á, các bạn xịt dưỡng lên và đầm tầm đâu khoảng 20 ngày hơn thì các bạn nên là canh với bạn là ngắt đọt nó để cho nó bung cái cơ nha. Rồi video ngày hôm nay là chủ yếu là chia sẻ cho các bạn vậy ha. Thì video sau thì mình sẽ quay cho các bạn xem những cái mô hình về trồng cây vạn thọ nó nhiều hơn nha. Rồi mình xin được mến chào.